Đây là xưởng gỗ. Xưởng gỗ của anh Vinh Cao Nguyên nè cả nhà. Lâu lắm rồi em mới trở lại quay đồ gỗ cho anh chị các bạn cô chú mình cùng xem. Nay anh Vinh là rất là đổi mới rất nhiều nha anh chị. Ủa cái này là anh có bán không hay là anh xây vậy? Không, để cho lính ở. Để lính ở hả anh? Tưởng anh xây cái cà phê này anh bán luôn chứ. Ở đây là nguyên một cái nguyên liệu gỗ gốc cây quá trời luôn. Hồi trước giờ anh chị cũng xem nhiều về đồ gỗ ở vườn mai Vinh Cao Nguyên, là xưởng gỗ Vinh Cao Nguyên anh chị. Thì anh chuyên làm về những cái đồ gỗ gốc cây mà ở đây anh chị thấy là mình đang xem là tận gốc tận xưởng luôn anh chị ha, không qua trung gian ha. Đó, coi như là mình sẽ mua được ngay tại xưởng, từ gỗ mua về cắt xẻ rồi mình tạo dáng tạo hình ra ha. Như đây hai con rồng dán lông chanh châu hay sao ta. Rồi đây chào anh Vinh nha. Xin chào bà con, chào chú Kinh nha. Nay mình giới thiệu mấy mặt hàng đồ gỗ đang làm. Bây giờ về đây chủ yếu anh cũng bàn ghế gốc cây hay là có gì nữa không anh? Quý vị ơi, bàn ghế gốc cây. Rồi có, mình có tượng không? Có tượng nha. Vài bữa nữa mới làm đồ Tết. Thấy mấy ghế làm rồi á, đó vậy dài dài đó, giờ làm kiểu này đẹp luôn ơi. Cái kiểu luôn tròn xấu quá. Đây là ghế gốc cây nè anh chị. Kẻ mấy gốc ra cái làm. Mấy cái đô này giờ tầm khoảng nhiêu tiền anh? Tới 1 triệu một cái cơ. 1 triệu ha? 1 triệu một cái nè. 1 triệu một cái nè anh chị. Còn cái đôn tròn thì giá có 300-400 ngàn à. Đôn tròn rẻ hơn, ở này cực lắm. Em nhớ 1-2 năm ngoái là anh cái đôn tròn anh bán đâu 600 ngàn mà nay còn có 300-400 ngàn thôi. Rẻ dữ ta. Còn một mới qua anh đi kìa giờ. Hay là gãy tùm lum là hay là do cái mặt bằng kia, cái bên kia là anh trả lại đỡ tiền mặt bằng cái hạ giá xuống luôn. Đúng rồi hạ giá luôn. Đúng rồi. Trời ơi. Kìa là gần đây đang làm. Có loại 1 triệu, có loại 800 cũng có nữa. Nhỏ xíu 800. Đâu như cái 300-400 ngàn là cái nào anh? 300 ngàn. Bên này anh có không? Bên kia kìa, chở bên kia. À chút có qua bên kia coi ha. Chở 300 ngàn là có cái đôn ghế gốc cây anh chị. Mấy cái tựa nè, thấy không? Mấy cái ghế nãy là anh làm gỗ gì anh? Ghế bên kia đó, ghế đôn đó đó. Cái này là gỗ me tây nha cơ. À cái này thì me tây, còn cái đôn bên kia. Nè cơ, mấy cái bàn lớn nè. Cái băng nó đẹp lắm. Tôi thấy một bộ vậy á là có 35 triệu. 35 triệu bộ là 4 cái tựa. 4 cái tựa. Hai cái đôn này lên quay hai cái đôn này. Đó, hai cái đôn. Đó. Với một cái bàn lớn này anh. Bàn này bự lắm. Bàn này cỡ 2 m với 1 m rưỡi ha. Quá bự luôn á. 2 m với 1 m 3. 2 m đâu ta? Để đo thôi, chị dài thử coi. Dài 2m6 người. 2m6. Dài 2m6. Nghĩ tay xíu đâu em. Khoan, chậm xíu để bụi quá. Nghĩ tay xíu bụi. 2m6. 1m3. 1m3. Chỗ nhỏ nhất thôi coi. Nhỏ nhất nó 90 cơ coi. 8 mấy rồi, 8 mấy rồi, 90 rồi. Cho nghỉ xíu ồn quá. Khoan,
đây ơi, chú 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 ơi, nghỉ 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 chơi nghỉ tay xíu em, nghỉ chút đi. Đó, có cái khay cái kệ dưới luôn nha. À, này gỗ mẹ tay luôn hay gì anh? Mẹ tay luôn kìa, mẹ tay nguyên bộ mẹ tay luôn á, bốn cái bàn cái ghế lớn ha, bốn cái tựa lớn nhỏ, bốn cái tựa lớn, hai ghế đôn nhỏ. Cái này còn khoảng từng lễ nữa là xong. Một tuần một bộ như vậy là nhiêu anh? Bộ vậy 35 triệu cơ. Chiều cao khoảng 70 ha. Dạ, sơn đẹp đẽo hết nha, sơn hết nha. Thì tiền sơn có hết thì 5-6 triệu. Như cái bàn này là có giá một miếng này. Thôi rồi. Giá miếng giữa này thôi. Còn này là một cái khay trà. Khay trà đây. Trà nhỏ đó. Đó, đây có miếng nhỏ nữa đây ha. Có hai miếng nhỏ ha. Một miếng nhỏ với miếng lớn bên này thôi. Đó, còn lại nguyên khối hết. Cái này đang thô nè anh chị ha. Đó, khô. Bộ gì là 35 triệu ha. 35 triệu cơ. Dài 2m6, ngang 1m3. M3 nhỏ nhất là 90. Hai cái này giống nhau cơ, hai cái này giống y nhau à. Bàn này cũng y vậy luôn. Tại vì cái bầu gốc cây mình chẻ đôi ra. Dạ. Chẻ lặt ra làm hai bên. Nè nè nè, cứ quay bên đây cũng vậy nè. Đó. Đâu. Này cũng cỡ 2m6 luôn anh chị ơi. Cỡ giống nhau hết. Đó. Muốn lấy cái mặt nào thì mình để cắm ghế vô. Bên kia cũng có khay trà dưới luôn ha, y vậy luôn á. Rồi thêm một cái khay trà ở trên nữa ha. Đó, hai khay trà. Hai thằng là cái gỗ mê tây chẻ đôi à ha anh? Mê tây một góc chẻ đôi à. Rồi mình đi qua bên đây cơ, qua đây coi. Giới thiệu cho bà con xem. Đó, cái này là cái xưởng làm của mình. Đang đi lại chim bán. Này bàn gói gốc cây nè. Chiều 5 giờ đi. Ở đây anh có cái loại gỗ khác không? Có cái me tây với dầu cơ. Me tây với dầu là chủ yếu ha. Ờ, me tây với dầu dưới cây cái gì, cây ké. Cây ké. Đây có gốc cây me phải không ta? Ờ, cái gốc me nè. Gốc me nó lên mọc lên luôn nè. Gốc me tây mọc lên luôn. Rồi để ảnh chạy ra quay tiếp cho anh chị các bạn. À, đây ở phía ngoài đây. Qua cái nơi trưng bày nữa của ảnh ha. Còn quá trời mấy cái mặt bàn này. Giờ mình qua cái nơi trưng bày ha anh. Ừ, mấy mặt bàn thanh lý hết luôn á, mấy triệu cái. Đi qua đây coi. Góc nó bừng ghê không? Lại coi quay góc này thấy đã. Khủng hoảng luôn, về bây giờ chưa biết làm gì. Mấy tay nữa cơ. Này, góc bự cũng quẻ lên, hùng lớn không? Đã ghê rồi. Rồi, mình đi. Góc này nhiêu anh? Góc này trẻ làm hai cái bàn ha. Ờ, trẻ là mấy cái bàn luôn á, mấy cái là bự luôn á. Bả xe không đồng nè. Đó, mẹ thầy. Ở đây. Đó, còn quá nợ luôn. Cái công trình đây ha. Mới làm cái bàn thờ địa đẹp ghê không? Nè. Đó, bàn thờ này nhiêu anh? Là địa. Cái đó 10 triệu cơ. 10 triệu. Quá đẹp luôn, góc này. Quá quá trời. Không? Ồ, góc bàn nó mấy người ôm ha. Tay mấy người ôm nữa. Mà cây công trình quá trời luôn. Rồi, hai anh em mình qua đây cái mấy cây đó anh để ngoài đường không cho mất. Cây này không cho mất mà cây mai sao mất. À. Cây mai mới gắn dàn camera. Dầm cũ mình nó mờ quá, giờ đang đi kiếm vàng mới. Còn vàng mới giờ mắc quá. Mới giờ biết nhiêu tiền không? Cái nhiêu anh? 15 triệu. 15 triệu là gì? 15 triệu mới được cái vàng đẹp. Vàng gì anh? Camera cơ. Camera mua gì tới 15 triệu thôi, để em chỉ cho mua. Có không? À. Ngày qua nó báo 15 triệu á, có 4 con mắt. Một con mắt thì 1.8 triệu. Cái đầu 5 triệu mấy với cái gì nữa. Trời, giờ anh mua cái đó chi? Giờ tao mua cỡ 1.8 triệu là mua được cái camera mà anh xem được cái gì đó. Cái gì đó? Có mấy cỡ chừng triệu, triệu mấy à. Gì ghé hả? Anh xem được từ xa, từng cái luôn. Đó không? À, 15 triệu anh mua được 15 cái, 10 cái luôn á. Con gì hả? 10 cái camera luôn á. Qua báo anh 15 triệu. Giờ người ta xài camera mà wifi á, đâu cần mà đầu thu nữa. À,
qua là gắn cái đầu gì không anh, 5 triệu mấy? Thì tại anh gắn cái đầu đó, xài camera dạng đầu thu anh. Nó cái đầu 8 chấm đỏ ghê lắm. Giờ mấy camera kia thì nó cũng cỡ full HD à, full HD là cũng được rồi. Quẹo vô cái hẻm này rồi, giờ chút xíu tới à. Đây là bỏ sơn, còn chỗ trưng bày ngoài kia nữa. Đó, mấy chỗ mà vậy giờ? Ba chỗ ha, ba chỗ, chỗ làm, chỗ sơn, chỗ trưng bày. Giờ đây kiếm chỗ nào mà gom lâu chỗ một mà con nó nhẹ thì nó theo, không có chỗ nào mà lên lớn hết trơn, tại bãi góc mình nó nhiều quá. Mơi là anh mua, mơi là mua mới chở chứ ăn gian lên hai xe. Chỗ anh phải cỡ một cái khu đất cỡ khoảng 5.000 mét. Ừ, cỡ 5.000 mét á, 5.000 xưởng luôn mình, 5.000 mét mới chứa hết được. Đây đầu sơn, thợ nước mưa tùm lum tà la đó lao lên nè. Ừ, có bộ này sẵn đấy kìa, bộ này 35 triệu sẵn luôn này hả. Tiếp tục đi đó, quay cáp vô mấy cái ghế tựa đó. Cái này là gỗ dầu chưa? Gỗ dầu. Ừ, nhìn đẹp lắm. Cái này là nguyên khối luôn. Này là thành phẩm chưa anh? Thành phẩm mà nguyên khối luôn á. Ừ. Này tầm khoảng cỡ 2m2 với 1m, 1m rưỡi. Ừ, hơn 2m2. Đổ dầu. Đổ dầu cơ. Liền khói nha. 1m7 rồi. 1m7. Đây cái mặt của nó đây anh chị. Bên đây xe qua đây là tới 1m9 rồi. Liền khói nha coi. 1m9. 1m9, 1m7. 2m2. Nó muốn cho tròn tròn luôn, liền khói hết. Bộ này gồm cái bàn với đây coi. Một cái này là một cái bàn. Mấy cái tựa anh? Bốn cái tựa, hai cái đô. 35 triệu cơ, một 35 triệu. Sơn sẵn rồi nè. Còn bộ này đang bộ tên? Này là cái đôn, mấy cái đôn ghế này nãy nói cơ à, cũng mê tay phải không? Ừ. Cái đôn vậy là 1 triệu một cái này nè, gà nói cái đôn lớn này. Cái đôn đo thử cái đôn lớn. Cái đôn lớn này đã luôn nè, để kê tượng, kê đồ, làm cái gì cũng được hết. À. Nó là 76, 77 à. 77. Đó. Ngang của nó thì tùy. 77. Có cái ngang nhỏ nhưng mà cái này ngang nó là 60. 60 này ngang lớn nè. Ừ, cái này ngang cái này ngang qua tròn. Đây hơn 60. Nó tròn. Đó. Cái này là 6 cái đôn. Nó chịu một cái. Cứ chịu một cái, mỗi đôn là một cái thế dáng khác nhau nha anh chị. Không. Còn cái bàn có ông cốc luôn nè. Nắng vô gì không? Bàn có ông cốc, bàn này độc quyền luôn. Bàn có ông cốc này là bao nhiêu anh? Cái bàn này mê tay luôn. Mê tay luôn, mình sơn xong hết làm trong hết luôn là cái bàn này với thêm 6 cái đôn nữa là 7 món. Là giá 7 triệu. Nắng quá không gà, nắng vô đây mình không qua để ý coi. 7 nón giá 7 triệu. Đúng. Cái bàn này liền khói luôn. Không biết cái đôn mà 35 triệu đây ha. Ừ, cái này. Đấy cái giới tòa bự dữ vậy. 4 người ngồi luôn. Đó. Ừ. Đâu. Nó dài chắc khoảng cỡ 1m8 luôn á. Ừ. Dài. Thôi mà tao. Mét 7 à? Mét 7 à? Mét 7. Dạ. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Mình làm dưới là mét 7 nè. À, mét 7. Mét 7 à. Chiều cao mét rưỡi, kế tựa anh chị, cao mét rưỡi. Cũng mét tay luôn ha anh. Không cái này dầu cái này dầu, nguyên bộ. Này dầu. Nguyên bộ này. Bộ dầu này cũng 35 triệu luôn. 35 triệu luôn, dầu với mét tay giống nhau, rồi vân đẹp trên nè. Phía sau này. À, bốn cái tựa. Thì cái tựa nào nó cũng khác nhau hết nha. À, cẩu quá nha. Nè. Cái cái băng đẹp ghê. À. Đẹp đẹp mấy cái băng cây á. Dạ. Kêu sơn hai cái bàn nhỏ này trước với mấy cái đồ để nứt hết. Nắng quá. Gỗ dầu. Đây cũng vậy, bộ này thì cái ghế tựa này nhỏ hơn ha, ghế tựa này tầm khoảng cỡ 1m3, 1m4. Đó, cao cũng tầm khoảng 1m2, 1m3.
Mỗi cái mỗi kiểu khác nhau. Cái hình vuông rồi. Đó. Ba cái ghế tựa thì có kích cỡ chiều dài nó bằng nhau á, tầm khoảng cỡ 1m3, 1m4. Còn cái ghế bên kia là tới 1m7 lận. Rồi hai cái đôn này luôn. Hai cái đôn luôn. Bọn này thầm thẩm ha, để ngoài trời. Ở này để ngoài trời đúng không anh? Không, để ngoài trời được. Hư à? Chỗ này để ngoài trời hư á. Này để phải có mái che mới được ha. Đó, còn cái bộ này là 6-7 món. Giá 35 triệu nha cơ. 35 triệu. Rồi bộ này là mình như bộ số 1 đấy ha. Rồi bộ số 1. Rồi qua này. Bên kia là nãy là cái thôi mình tính đi. Số 1 đi. Chứ bên kia là nguyên liệu đi. Ừ, nguyên liệu thì này số 1 đi. Rồi bộ số 1. Rồi bộ số 2. Cái bàn này dưới thêm 6 cái đồn nữa. Cái bàn 6 cái đồn là giá 7 triệu nha cơ. Rồi anh đo cái này. Cái này nó có một cái hay trà để dưới đây để đồ dưới đây được nữa. Thấy không? Đo luôn em. Mét mốt nữa. 1m1. Cái này nó gỗ đo. Gỗ gì anh? Muốn mét tay luôn cơ. Bên đây mét. Bên đây mét 2. Mét mốt mét 2 mét tròn đó. Rồi bộ này bao nhiêu? Cái này là mình có giá như này nha. Giá chính giữa á. Giá chính giữa còn xung quanh là liền khó nhất. Ở dưới cây này bọng ở giữa đó. Dạ. Yeah. Giá giữa. Cái này anh sơn phết là đẹp hết, dưới thêm 6 cái đồng nữa. Giá là 7 triệu nha. À 7 triệu. Một bộ. Bộ 7 món ha. 7 món, 7 món. Rồi qua đây nha. Cái này bộ số 3 ha. Ờ này số 3. Cái này là cái bàn sau. Cái bàn này liền khối mà có cái chân thì ghép chân vô. Ở tầm bàn nó tầm khoảng 1m1, 1m2 anh chị. Bàn 1m2. Kéo hai cái bàn nhỏ này vô kìa. Vô tút đây cho anh. Nước còn dưới mấy cái ghế. Tại mưa nó đổ. Không thấy không? Cái bàn này là giá 5 triệu nha. 5 triệu. Cái bàn này liền khối luôn. Đi như cây trời. Đó, tầm khoảng 1m2 nha anh chị. Ừ. Cái này thêm 6 cái đô nữa. Là giá 5 triệu. Rồi. 7 món 5 triệu. 7 món 5 triệu. Rồi cái số 3 đó. Còn cái số 4 ông cấp này đi. Nãy ông nói nhiều quá, 7 triệu phải không? Rồi số 4 đi. Số 4 này cũng 7 triệu à. 7 triệu có quy ông cấp luôn, bàn đẹp luôn. Anh cho là coi là ông cấp đi. Dạ ông cấp đi. Cấp rồi liền thối nha. Có quy cái bao tiền nữa. Tầm mét rưỡi à, mét 6. Dài lắm. Ở dài lắm nè. Mét 7. Mét 7. Có ngang này thì nó nhỏ. Ngang này 70 rồi. 60 rồi. 70, 60. Dài thì mét 7 nha. Có luôn ông cốc ha. Ông cốc liền khối luôn. 7 triệu ha anh. 7 triệu. Thêm 6 cái đô nữa. Cái này không có khay trà. Rồi bộ số 4. Rồi cái này nữa. Này bộ số 5. À, anh thấy cái bàn này nó hơi yếu. Nếu lấy cái bàn này thì anh muốn giá lại khoảng 30 triệu thôi. Còn mà đưa cái bàn hồi nãy coi. À. Đẩy lên là đỉnh luôn. Nó dài nữa các bạn, 2m7, 2m6 á. Cái ghế độc quá hả ta? À ghế độc quá. Cái ghế. Hai chừng tư nhé. Ngồi đã không? Ghế này là ghế của đại ca, ghế của vua nè. Xuống rồi, hai cái này là hai cái ngà dối, ngà dối. À. Hai cái ngà dối. Cây sao làm vậy à? Ghế của thủ lĩnh đó. Cây gỗ gì anh? Là mê tay luôn. Mê tay luôn. Bộ này 30 triệu hả anh? 30 triệu. Rồi. Lấy cái bàn không? Nếu lấy bàn kia thì 35. Lấy cái bàn ở đầu ở bên cửa bên kia. Ừ, 26. À, đâu à, 35. 35 triệu. Bàn này cho kích thước đi anh. Cái bàn này thì nó có đâu. Bàn này chắc cỡ hơn 2 mét á. Ừ. Hơn 2 mét. Rồi. Thì ngang của nó tầm khoảng 1 mét rưỡi. Còn bên đây. Đó, mấy cái đôn của nó, đôn này ê, cái ghế tựa này tầm khoảng cỡ 1m2, 1m3. Ghế tựa này 1m3, 1m4.
Đó, ghế tựa này cũng cỡ mét 2 mét 3. Mỗi ghế có một cái kiểu khác nhau ha. Ghế bên này cũng y vậy luôn, cũng cỡ 1m3. Me tay ha anh. Bộ này 30 triệu, chiều cao ở tầm khoảng cỡ 68-70. Bộ này bộ số 5. Không thay bộ. Cậu qua bộ số 6. Bộ số 6 cái này đi. Đây, bộ 6. Mặt bàn tầm khoảng 90 anh chị. Cái này mà thêm này hơi cao à. Cao. Cái này 4-5 cái đôn cũng được luôn. Nó giống cái tim cái bộ này. Cái này mà để chơi tượng chơi đồ rất là đẹp. Không chơi gì nữa. Cái này cao tầm khoảng cỡ 80-90 nha anh chị. Đó, mặt bàn nó cũng cỡ 90. Cái này là 5 triệu nha. 5 triệu. Thêm 5 cái đôn. Cái này có ghép một cái dưới chân anh chị ha. 4 cái đôn đó, 4 cái đôn tại bàn này nhỏ, thêm 4 cái đôn để 4 góc. 5 món. 5 món là giá 5 triệu nha coi. 5 món 5 triệu. Có ghép cái chân đó anh chị thấy không? À. Chỗ này. Đó bộ số 5 đó. Còn đây là mấy bộ hai bộ này đó, còn hai cái này để hai đồ chơi mình không có bán. À. Ví dụ ai mà thích rồi mình bán rẻ cho 1 triệu cái. 1 triệu cái làm cho chơi đồ. Kê tượng cái đồ ha. Chơi tượng mà mình chơi mặt bàn tròn ha, cái gì đó. À, rẻ anh chị ha, 1 triệu cái. Còn bộ này thêm 4 cái ghế là 4 triệu nè. À. 5 món 4 triệu 4 triệu nè. Cái này về kê mấy cây cảnh này nọ rồi. Ừ, đẹp luôn á. Dữ luôn á. Rẻ. Ừ. À. Đó, còn này 4 triệu 4 triệu. 4 triệu hết. À, thêm 4 cái đôn nữa. Mặt bàn nó tầm khoảng 90 nha anh chị. Nó chiều cao tầm khoảng cỡ 70. Mặt bàn 90. 4 triệu một cái bàn đó. Còn cái này. Cảnh chạy. Cái này nhiêu anh? Cái này thì giá nó 10 triệu cơ. 10 triệu. Dạ, thêm 8 gỗ luôn. Gỗ gì anh? Này là huỳnh đường. Gỗ huỳnh đường. Thêm 8 cái đâu nó con này liền khối luôn á. Đó, chiều rồi chân cẳng luôn liền khó đó. Mặt bàn nó tầm khoảng cỡ 1m6 ha. Đó, 1m6. Mua chiều cao khoảng 70. Tại bên này cao lên đến nước nổ luôn. Hư gỗ hết. Bên này nước này mưa này con đổ xuống rồi. À. Vô. Mình đâu có ở đây đâu biết đâu. À. Ngập hết. Mấy này mưa quá rồi qua đây cho. Rồi vậy là cái này là 10 triệu nha. 10 triệu bộ này. 8 cái đôn nữa. Còn mấy cái bình quái nè. Anh thích cái làm mấy cái bình. Gỗ gì anh? Me tây. Me tây luôn. Dưới sao? Me tây. Cái hồ lô. Bình hồ lô ha. Bình hồ lô. Chiều hồ lô đi. Chiều cao 1m7. Quan rất là đẹp. Chiều cao 1m7. Quan cây rất là đẹp. Bình hồ lô. Cái bình này hồ lô này là giá 5 triệu nha cơ. 5 triệu một bình ha. 5 triệu một bình. Bình trong đây. Bình đi là nhỏ hơn. Bình đây là nhỏ hơn mà gỗ sao cũng giá 5 triệu luôn. À. Cái nó có một cặp hết nha cơ. Ở trong một hai cái nữa. Còn mấy cái nữa sao? 5 triệu là một cái. Một cái. Cái chứ cặp là 10 triệu. À. Rồi đó là cái bình. Nữa. Bình này. Ừ. Cặp bình này có mấy có mấy chú nổi. Lô buông quá. Mét rưỡi không? Gần mét rưỡi luôn rồi. Mét 47-48 anh chị. Ừ, gần mét rưỡi. Đó, một cặp này là 10 triệu nha. 10 triệu cặp này là gỗ gì anh? Hả? Cái này gỗ dâu gì gỗ gì á. Văn rất là đẹp. Này chưa làm à? Chưa cơ. Mua là còn sơn lại nó nha anh chị. Để sơn phết làm cái mới luôn. 10 triệu ha anh. 10 triệu, còn cái này là cái võng có dập con kỳ lân. Thấy à, võng gỗ. Kỳ lân. Độc quyền luôn á. Gỗ gì anh? Cái gốc này độc quyền, cây này không có ghép gì chân. Tại vì cái đầu cây này nó cứ gỡ nó ra đây nó mọc lên cái đít. À, nguyên khối ha. Nguyên khối. Nguyên khối luôn. Cái này anh thích khoan lỗ đây, khoan cái lỗ làm cái võng, hai cái võng. À. Đưa. Này cái gỗ này vòng đó nè. Gỗ gì đây? Mét tây luôn. Bên đây nhỏ lắm. Bên đây là chim cảnh của anh, của ổng. Cái đầu này nè.
Đó, chân chẳng vào hết cái đầu chân dưới nè, bự lắm, cái này bự lắm nha. Chiều dài của nó tầm khoảng cỡ 3,5 m á, cao cỡ 2 m nha anh chị. Cái đầu này, cái đầu này trước nó gì bẩm trợn. Cái trâu cái gì à, nguyên con rồng ha, là hổ dầu đầu hổ. Sừng này nè đó. Chân cặn dữ vậy. Còn cái giỏng này nhiêu anh? 20 triệu. 20 triệu. Nguyên khối cây nha. Anh quên đến gì? Võng rồng nha anh chị. Đó, rồng. Nó nằm lên được. Ra đi rồi đi luôn á. Chơi rồng, chơi rồng, giỏng rồng. Để vui chúa. Nằm lên là đưa đi luôn, không cần nhất. Để chân sẽ đẹp hơn mấy cái quán cà phê, còn không thì chân mấy cái nhà gỗ á. Dạ. Để chân nhà gỗ á. Rồi, đây còn mấy cái bình nữa. Đây, hơi tối. Không có đèn hả? Không có đèn. Rồi. Không. Này bình gỗ hương. Bình gỗ hương này giá sao? Gỗ hương cái bình này 5 triệu. 5 triệu, chiều cao 1 m. Này nguyên khối. Ngang 70, nguyên khối. Đó, 5 triệu, còn cái bình kế bên. Bình kế bên này là 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi. Mẹ còn con luôn. Hai kia cũng vậy. Gỗ hương luôn ha anh. Gỗ hương luôn nha. Rồi, cái bình này. Còn cái bình này gỗ me tây nè. Cái bình này với bình kia là một cặp á. Ha. À. Mà nói nhiêu chứ? 5 triệu. 5 triệu. 5 triệu. Cổ me tây. Tiền làm với tiền sơn nó hết mấy triệu. Còn cái bình này? Bình này gỗ hương. Bình này giá nó 2 triệu. 2 triệu. Rất là nặng nha. Lại cao 1 mét. Căng ký không? Còn bình này? 500 nha. 500 ngàn. Ở cao 40. Gỗ gì anh? Gỗ hương. Gỗ hương luôn. Còn này gỗ mít. À, bình này gỗ mít. Cao 1m2. Quái ghê không? Đó, hai gái em kêu cũng gì vậy? Quý luôn mà. Luôn cái đầu tiền. Bao nhiêu anh? Cái bình này hả? Bình này 2 triệu rưỡi. Gỗ mít phu thê. Gỗ mít. Ừ. 2 triệu rưỡi. Cái lỗi không? Góc này bự lắm rồi, là lấy cái lỗi ra còn nhỏ xíu. Còn gỗ này? Cái bình này bình hương luôn. Gỗ hương. Cái này để mình ghim cùng móc vô đây, cái là mình cắm cái cây cắm, bông á. À, cắm bông. Bình cắm bông. Cắm mấy cái đuôi cong. À. Đuôi cong để ngay bàn thờ điện. Dạ. Rất là đẹp luôn. Cái này 1 triệu nha. 1 triệu bình cắm đuôi cong hả chị? Ừ. Rồi, cái bình này. Còn cái này 5 triệu gỗ sao. 5 triệu gỗ sao, bình này đẹp nè. Ừ. Rồi, bình giống chai rượu luôn ha. Mình kết thúc ở ngoài kia, giờ ra ngoài kia xa lắm. Rồi, mình có thốt này luôn. Ừ. Cho số điện thoại luôn anh. Số điện thoại là 0913 838 949. 0913 838 949. Với một số nữa là 091 139 9139. Đó, địa chỉ ở đây. Có Zalo, hai số đó là Zalo hết nha cơ. Dạ. Có gì alo cho mình cái địa chỉ kia thôi, có gì được thì mình nhắc lên coi. À, ngay chỗ gần vùng Bình Định Hòa nha anh chị. Ở Bình Dương ha. Hoặc là anh chị vô Google Maps á, mình search. Search lên sao anh, hỏi kỹ cho nó. Mình search chữ Vinh Cao Nguyên là nó ra nha anh chị. Vinh Cao Nguyên là ra cái thằng Vinh luôn. Đúng rồi. Vinh Cao Nguyên. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh chị các bạn ở những clip sau. Cảm ơn, chào anh Vinh nha. Rồi, chào bà con nha.